Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Diếu Nít 7 và bây giờ chúng ta vẫn trong phần Speaking, phần luyện nói và bây giờ là bài tập số 3. Trong bài tập số 3 này, người ta đề nghị mình là làm việc theo nhiều nhóm. Tìm ra những giải pháp đến đối với những vấn đề về quá tải dân số và trình bày những kết quả của bạn trước lớp, báo cáo kết quả đó. Như vậy là với cái bài tập số 2 đó, là người ta đề nghị mình là liệt kê ra những cái danh sách những cái vấn đề mà các quốc gia quá tải dân số hay quốc gia nghèo đối mặt. Thì sang bài tập số 2 này á, thì người ta đề nghị mình là tìm ra những giải pháp để giải quyết những cái vấn đề đó các bạn, mà quá tải dân số này nó gây ra đó các bạn ha. Rồi, vậy thì bây giờ là người ta gợi ý cho mình đó, người ta gợi ý cho mình là những cái ngôn ngữ, những cái cụm dưới này nó sẽ có ích cho chúng ta. Thứ nhất là cái raise này các bạn này, đó cái raise này là cái nâng cao lên đó, tăng cường lên, tăng cường hoặc là nâng cao. Nâng cao cái gì? Nâng cao cái nhận thức về những cái vấn đề của quá tải dân số, hoặc là nâng cao chất lượng sống đó. Đó, đây là những cái ngôn ngữ, đây là những cái cụm từ nó sẽ rất là có ích cho chúng ta. Đó, cái raise an awareness này các bạn ha. Cái nâng cao này là các bạn awareness các bạn nha, of the problems of overpopulation, hoặc là raise living standards. Đó. Rồi, cái thứ hai này là cái áp dụng này các bạn này, áp dụng đó hoặc là thực hiện cái implement này các bạn ha, exercise hoặc là implement, áp dụng hoặc là thực hiện cái gì, thực hiện những cái chính sách thưởng phạt này, chính sách phạt hoặc là chính sách thưởng đó. Record and punishment policies, rồi hoặc là tiến hành cái gì, tiến hành là những chương trình giáo dục dân số đó. Carry out population education programs đó. Hoặc là gì, tiến hành cái gì nữa, tiến hành những chương trình kế hoạch hóa gia đình. Carry out family planning programs, rồi sử dụng cái gì, những biện pháp kiểm soát sinh đẻ, đúng không nào. Use birth control methods đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái gợi ý như vậy. Bây giờ mình giúp các bạn làm bài tập số 3 này các bạn ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ giúp các bạn hiểu cái nghĩa mình trình bày trước, rồi sau đó mình sẽ giúp các bạn phát âm. Đây là việc theo nhóm mà. Ở nhóm thì bạn A nói chuyện với bạn B, bạn C, đúng nào? Và thậm chí có thể các bạn D cũng được, còn nói chung 3 hoặc 4 bạn là được hết, không sao. Rồi, bạn A nói là quá tải dân số là một trong số những vấn đề nghiêm trọng nhất ở các quốc gia trên thế giới. Bạn B trả lời, ồ điều đó là đúng rồi, thế thì những giải pháp nào chúng ta có thể làm nhỉ? Bạn C trả lời là giải quyết hoặc là đương đầu, cái chỗ này giải quyết là hay hơn, giải quyết những thách thức về môi trường này, rồi giải quyết những vấn đề về ô nhiễm này, thay đổi khí hậu này và thiếu hụt nguồn nước này, rồi giải quyết cái gì nữa, giải quyết về thức ăn này, cái vừa là thức ăn này, nguồn nước này và những nhiên liệu hóa thạch được tiêu thụ đang không được tiêu thụ, nhớ các bạn nha, không được tiêu thụ ngay cái một cái tỷ lệ đáng lo ngại đó. Nếu như cái bài tập số 2 mình đã nói cho các bạn rõ chỗ này rồi, thì sang bài tập số 3 này chúng ta chỉ cần đưa cái phủ định vào chỗ này thôi là chúng ta ra cái giải pháp liền, là có nghĩa là không được tiêu thụ nước, thức ăn, lương thực này hoặc là những nguyên liệu hóa thạch ở những cái tỷ lệ đáng báo động nha. Đó là như thế. Rồi không được sử dụng cái gì các bạn, những biện pháp nông nghiệp thâm canh cái nông nghiệp đó, không được sử dụng những biện pháp là thâm canh nông nghiệp đó. Nếu như bài tập số 2 chúng ta nắm được cái thuật ngữ này rồi thì sang bài tập số 3 rất là dễ, đúng không? Rồi tiếp tục là giảm thiểu cái gì, quá đông đó, giảm thiểu những cái nơi ăn trốn ở những cái nhà chất lượng nghèo nàn và
quá đông đúc, giảm thiểu nó đi trong những cái thành phố lớn đó, trong nhiều thành phố lớn. Tiếp theo, giải pháp tiếp theo là giảm thiểu tỷ lệ tội phạm đó. Trên đây là những cái giải pháp mà bạn sẽ nêu ra đó bạn. Rồi sử dụng biện pháp tránh thai tốt, rồi sử dụng biện pháp tránh thai tốt này các bạn ha, thì nó cũng là một trong những cái nhân tố góp phần chúng ta là để một trong những cái giải pháp sao để giải quyết vấn đề quá tải dân số. Tại sao sử dụng biện pháp tránh thai tốt là liên quan đến cái quá tải dân số? Bởi vì chúng ta thấy sử dụng biện pháp tránh thai tốt là quá rõ ràng, đúng các bạn, đúng không? Rồi quá à, không phải kém các bạn, xin lỗi các bạn nha, tốt này, good mà. Rồi đó là rồi tiếp nữa, không được sử dụng lao động trẻ em, không được sử dụng lao động trẻ em, và giảm thiểu những tỷ lệ tử vong, giảm thiểu tỷ lệ tử vong, và điều trị vô sinh cho tốt, điều trị vô sinh tốt. Điều trị vô sinh tốt này thực ra nó cũng rất là ảnh hưởng, nó tác động đến cái quá tải dân số các bạn. Nếu điều trị vô sinh tốt thì người ta có con thì người ta có theo sinh con theo cái kế hoạch hóa của họ đó các bạn. Đó. Rồi tiếp tục là gì? Là giới hạn cái gì? Giới hạn cái di cư. Nếu mà các bạn thấy cái chỗ điều trị vô sinh này nó không hợp lý thì các bạn có thể bỏ cũng được nha. Thế thực ra thầy thấy cái này nó nằm trong cái tổng thể tư duy của thầy thôi. Còn nếu các bạn cảm thấy không hợp lý, các bạn có thể bỏ cái này cũng được. Ok. Rồi, cái tiếp cuối cùng là gì các bạn? Giới hạn di dân. Đúng rồi, quá hợp lý rồi, quá rõ ràng rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lượt nói. Our population is one of the most serious problems in countries in the world. It's true. What solutions can we do deal with the environmental challenges, deal with the pollution, climate change and water shortages, food, water and fossil fuels are not consumed at record rates, do not use intensive farming methods. Nhớ âm vô thanh này, các bạn, nhiều bạn đọc sai chỗ này nhé, âm vô thanh của chúng ta này đó, bạn thấy chưa? Đưa cái đầu lưỡi ra khi hàm răng. Methods rồi, reduce overcrowding and poor quality housing in many large cities. Nhớ những âm cuối, large cities. Reduce the crime rate. Rồi nếu bỏ cái này đi thì cũng được, à không, bỏ dưới chứ, xin lỗi. Rồi cái này dùng các bạn nha, nhớ sử dụng thuốc tránh thai này. Good contraceptive use. Do not use child labor. Decrease mortality rates. More kéo dài bạn nhé, bởi cái or này. Decrease mortality rates. Limit immigration. Nhớ chứ không phải là y các bạn nha, đâu nha. Limit immigration đó. Rồi như vậy là tất cả những cái phần của bài tập số 3, những cái yêu cầu cần thiết chúng ta cũng đã làm hết được rồi, chúng ta đã nói xong rồi. Nhớ là những cái này là những cái gợi ý mà là chúng ta cũng đã giải quyết, chúng ta kế thừa, có những cái chúng ta kế thừa, có những cái chúng ta bổ sung thêm. Như những cái này là chúng ta bổ sung thêm, còn phía bên này là chúng ta sẽ các bạn nâng cao nhận thức đúng không? Rồi thực hiện, rồi tiến hành đúng không? Tiến hành rồi thực hiện đúng không? Rồi áp dụng, rồi thực hiện, rồi tiến hành, rồi sử dụng. Nó như vậy là tất cả bốn cái điều này nó cũng đã là cái nằm trong chương trình nói chuyện trong nhóm của chúng ta các bạn nhé, trong một cái nhóm ABC này. Ngoài ra các bạn có thể bổ sung thêm ở phía dưới này. Các bạn hiểu ý mình rồi gì? Có nghĩa là mình cũng dùng tất cả những gợi ý trong này cộng với những cái điều chúng ta vừa nói xong. Các bạn hình dung được chưa? Đó, những cái này thì quá tốt rồi đúng không?
Rồi, hóa chất trong sách người ta đưa ra là quá chuẩn rồi. Rồi, hy vọng cái bài tập số 3 các bạn cũng đã làm thấy cái video này có tiếp tục có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn các bạn ở bài tập số 4, bài tập tổng hợp luôn các bạn, bài tập rất là hay. Rồi, hẹn các bạn vài phút nữa. Chào các bạn.